anh bán bao nhiêu một ký nho sữa Hàn Quốc? Nếu như mà cái nho mà đầu vàng nho đẹp á, thì mình bán 300 ngàn một ký. 300 ngàn một ký? Mà mua tại vườn. Mua tại vườn hả? Mua tại vườn 300 ngàn một ký. Nho, nếu mà nho Ninh Thuận mình á, nho bình thường á, thì nó tầm khoảng cỡ 30 ngàn một ký. Mà cái này gấp 10 lần. Sao mình, mình hồ hộp kia ta? Mình nghe nói 300 ngàn một ký mình ăn mình cũng thấy hồ hộp nữa, em hộp lắm. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào cô chú anh chị. Hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Thuận Hò, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Khi mà nhắc tới cái thôn Thuận Hò là một trong những cái thôn mà về nông nghiệp là trồng nho nhiều nhất ở tỉnh Ninh Thuận mình luôn các bạn. Thôn Thuận Hò là một trong những cái chỗ mà trồng nho nhiều nhất và táo đó. Cái nông nghiệp về nông nghiệp là nho táo là trùm ở Ninh Thuận luôn các bạn. Thì mình quay rất là nhiều video về nho. Mình đã vào vườn nho chú Ba. Chú có một cái biệt danh người ta hay thường gọi là chú vườn nho Ba Mọi. Ở trên khi mà chúng ta lên web hay là lên YouTube tìm kiếm thì vườn nho Ba Mọi là một trong những cái vườn nho rất là nổi tiếng ở tỉnh Ninh Thuận mình luôn các bạn. Thì những cái người anh chị đi du lịch thường là ghé vườn nho Ba Mọi. Nhưng mà hôm nay Thép với Nhi sẽ dẫn tất cả mọi người đi một cái vườn nho và rất là đặc biệt, và từ trước tới giờ mới xuất hiện tại Việt Nam mà chỉ Ninh Thuận chỉ có một vườn duy nhất thôi, đó chính là vườn nho sữa. Mình nghe đâu đó là anh nông dân này anh bán là ở trên Facebook á, là mình thấy là 300 ngàn một ký luôn. Khủng khiếp. Thường á là nho người ta bán chỉ có là 20-30 ngàn thôi, mà cái vườn nho này 300 ngàn có nghĩa là gấp 10 lần nho bình thường, và có một cái tên là nho sữa Hàn Quốc. Dẫn tất cả mọi người đi vào đó tham quan coi thử nho sữa Hàn Quốc nó cái mùi vị nó ngon như thế nào mà lại bán tới giá 300 ngàn một ký. Thì mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thép để biết thêm cái nho sữa Hàn Quốc là như thế nào nha. Ở vị trí đường ở ngoài á, mà khi mà chúng ta di chuyển qua đây thì mất khoảng cỡ 100 mét về phía nam nha các bạn. Đây là nhà của anh, view đẹp kia luôn không. Đây, vô vườn phải đóng cửa lại nha, không đóng là côn trùng nó vào á. Giới thiệu với tất cả khán giả là đây là anh chủ vườn nho. Anh cho em hỏi anh tên gì? Mình tên Quốc. Anh Quốc, năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 36 tuổi. À, 36 tuổi. Là chủ vườn là có nghĩa là chủ vườn nho và làm ra trái nho này luôn các bạn. Anh là ngày xưa giờ anh làm hay mẹ anh làm? Đầu tiên á là mẹ mình làm. À. Sau này cái mẹ đi qua bên nước ngoài, qua bên Hàn Quốc á. Yeah. Rồi xong cái mới để lại mình làm được là một vụ này. Vậy là ở Ninh Thuận là theo anh được biết là ở Ninh Thuận là còn vườn nào mà nho giống này nữa không? Không, hiện tại mình không có thấy là cái vườn nào cái giống này á. Mình thấy là tại cái giống này. Gọi là nho sữa Hàn Quốc ha. Đúng rồi. Nho sữa Hàn Quốc. Nho sữa Hàn Quốc. Nó có cái tên gọi khác không anh? Nó có tên là cái tên của nó là tiếng Hàn. Tên tiếng Hàn nhưng mà mình cũng không rành lắm tại mình không biết tiếng Hàn. Tại cái con em gái mình nó nói là nó dịch ra nó có nghĩa là nó tự nếu như mà dịch lóng là nó kêu là nho có vị xoài hoặc là vị đào kiểu như vậy. Nho có vị xoài vị đào. Nó kiểu như vậy nó kêu theo cái mùi hương. Cái nho xong là cái tiếng Hàn á, rồi cái ơn xong là cái mùi hương. Đó vậy mình cũng nghe em nó nói lại như vậy, mình cũng không có biết tại cái giống nho nó cũng là mới á. Nó không phải là cái nho mẫu đơn. Ok, thì mời tất cả mọi người, tất cả khán giả đi theo Thép để khám phá vườn nho sữa Hàn Quốc mà trồng theo một cái thiết kế mà rất là độc đáo luôn. Thiết kế cái kiểu mà thường là nho ở Ninh Thuận là trồng theo cái vàng kia chứ không phải vàng này đâu. Cái vàng này là mình cũng copy ở Hàn Quốc về luôn không anh? Đúng rồi, mình cũng copy theo Hàn Quốc á. Đây. Theo cái mô hình mấy trái chùm to to không nè.
Để anh em mình ngồi đây, ở đây có mấy chùm nho, anh em mình ngồi xuống trò chuyện tí nữa. Là cái nho này là cụ thể là anh trồng bao nhiêu năm rồi, gia đình trồng bao nhiêu năm? Gia đình trồng được 2 năm á. 2 năm rồi. Cái năm đầu tiên là mình đem nho giống về. Dạ. Xong rồi mình trồng được cái năm đầu tiên á, bắt đầu nó lên vàng, bắt đầu đủ cành rồi, bắt đầu mình cắt cành ra ra ho. Nhưng mà tại sao em nghĩ là anh Ninh Thuận mình là đâu phải làm vàng như thế này, anh không làm vàng như Ninh Thuận mà anh lại làm y chang như Hàn Quốc vậy hả? Đúng rồi. À, nho của Hàn Quốc là phải làm y như Hàn Quốc. Đó mà với lại mình làm gì để kiểu như là nho sạch nè. Dạ. Để cho khỏi côn trùng, nó vô. Dạ. Có lưới trắng côn trùng, rồi có ở trên đây cái vàng bạc nó che mưa che nắng, kiểu nó đỡ hư cái chùm nho mình nè. Khán giả nhìn xung quanh toàn là lưới không, không có con côn trùng nào mà chui vô đây được hết đấy các bạn ạ. Và một khi mà một xào lưới mà anh làm vậy anh tốn không bao nhiêu tiền ta? Lưới hả? Lưới nói chung ở nhà cũng tự làm. À. mình mua cuộn, tại cuộn giờ tự làm ở nhà là tự làm, mua cuộn giờ ở nhà tự làm, cho nên mình cũng không có biết rõ là nó tầm khoảng bao nhiêu tiền. Thiết kế đồ những cái gọng sắt phải nói chắc ghê luôn, hơn tốn tiền lắm, tốn hơn những cái vườn táo. Những cái vườn táo là người ta căng có vài ba cái cây thôi là người ta căng lưới rồi, còn bây giờ anh căng rất là nhiều sắt luôn. Thiết kế phải nói là rất là tốn tiền. Bây giờ cho phép tụi em thử một chùm để ăn review cho tất cả mọi người xem thử như thế nào nha. Chùm này thì ăn được chưa anh? Ăn được. À, bây giờ mình xin phép cắt nha. Ê, đã không? Em cắt chùm đi cho biết cảm giác đi. Không. Đây, đây, đây. Cắt chùm này nó ngọt. Cắt chùm này nè em. Cái này là thép với Nhi là coi trên Facebook á, thấy ủ nho sữa Hàn Quốc. Sau bắt đầu mình mới tò mò, mình nói ủa sao mà nho sữa Hàn Quốc mà ở Việt Nam mà sao mà bán cái giá nó cũng cao hơn cái giá nho bình thường nhiều lần lắm. Anh bán bao nhiêu một ký nho sữa Hàn Quốc? Nếu như mà cái nho mà đầu vàng nho đẹp á thì mình bán 300 ngàn một ký. 300 ngàn một ký mà mua tại vườn. Mua tại vườn hả? Mua tại vườn 300 ngàn một ký. Nho, nếu mà nho Ninh Thuận mình á, nho bình thường á thì nó tầm khoảng cỡ 30 ngàn một ký, mà cái này gấp 10 lần. Trời ơi, hồi giờ anh bán 300 ngàn người ta mua nhiều không? Người ta mua nhiều. Nói chung là năm nay á thì mình mua không phải anh? Ông mình bán toàn quốc luôn. Bán toàn quốc. Mình bán toàn quốc. Có nghĩa người ta mua nhiều, nó ngon, nó lạ thì người ta mua mới nhiều chứ. Nếu mà nó không ngon thì ai mua làm gì, đúng không? Hai chùm nho này cỡ nửa ký không? Tầm nửa ký. Gần nửa ký, nó tầm hai chùm nho 150 ngàn. Nếu mà cái chùm này nó đạt chất lượng là mỗi chùm anh được một ký không? Không đâu, nếu như mà nó đạt chất lượng thì tầm một ký nó ba chùm. À, ký nó ba chùm hả? Ký ba chùm là bây giờ không để khán giả chờ lâu nữa. Con chào cô. Cô đi đâu? Con một cái kéo đó. Cô đi cắt nho. Kéo còn một cái kéo trong đó nữa. Còn một cái kéo trong đó. Đây nè, cô cứ cắt đi. Ủa trong kia. Dạ, cô cắt đi. Cô cắt ở đâu? Nhỏ ở đâu? Đây nói, cắt đi. Mẹ anh hả? Không, cái cô á làm cho nhà mình á. À, cô làm hả? Cô cắt đi để lát con. Bây giờ là không để khán giả chờ lâu nữa, mình anh có xịt thuốc không? Không, mình không có xịt thuốc. Từ cái nói chung là lúc đầu mình có xịt thuốc nhưng mà khoảng đến nó bắt đầu chín là mình không có xịt thuốc nữa. Tại trong đây nó không có côn trùng, nó không có gì á. Cầm lên đi các bạn. Đấy, dễ thương không? Sao cái cuốn là bự ghê. Mình sao mình hồ hộp ghê ta? Mình nghe nói 300 ngàn một ký mình ăn mình cũng thấy hồi hộp nữa, em hồi hộp không? Bây giờ ăn không chấm với ớt thử cái mùi vị như thế nào nha. Ăn không. Sao mình nhìn cái nho có vẻ giống nho mẫu đơn vậy ta? Đúng rồi, nó cũng tự như mẫu nhìn đơn. Nhìn giống cái chùm nho mà của anh Trấn Thành cầm quảng cáo người ta. Hình như chùm nó 500 ngàn một chùm thì phải. Hay là 500 ngàn một trái ta? 500 ngàn một trái, nho đó là nho nó nhập khẩu, nó nhập khẩu cho nên nó mắc. Mời tất cả khán giả nha, để tiếp ăn review thử coi như thế nào nha. 10 ngàn á, anh mới ăn một trái đó. Ủa, vậy tính là trái ăn 10 ngàn hả? Dạ. Một trái là tô phở nha các bạn. Ở hai trái tô phở chứ. Tính ra gạo thì trái 1 ký gạo. Em ăn thử nha. Em ăn thử đi. Thấy sao? Anh vẫn chưa có cảm nhận được cái mùi vị nào. Mời cả nhà nha. Đưa kéo, nó ở trong kia còn cái kéo. Em cảm nhận được gì không? Hả? Em cảm nhận là nó ngọt với lại nó chắc hơn. Nó ngọt mà cái vị nó rất là thanh. Mình cảm nhận được là nó không có bị chát cái đầu lưỡi anh.
Sao cảm nhận được gì không? Anh chú vườn đó rồi. Đây. Anh ra đây em hỏi cái ca này hơi khó tí. Không không, được hai chùm được rồi. Một lát em mua em cắt thêm. Ca này nó hơi khó tí. Sao? Em ăn em vẫn chưa có cảm nhận được cái mùi vị gì hết á. Sao vậy? Cái thịt nó thì nó có vẻ nó chắc á. Thịt nó chắc nó giòn. Có nghĩa là cái vị của nó cũng không phải là quá ngọt. Nó chỉ thanh thanh thôi phải không? Đúng rồi, nó không có ngọt hay là do chưa đủ chất lượng. Tại cái nho này nói chung mình cũng bán nhiều, cái nho nó cũng thuộc dạng là cuối vàng rồi. Nó cho nên những cái chùm này nó không có đạt những cái nho mà nho đầu vàng á, nho kiểu là loại 1 á, mình bán đi nhiều. Nó chưa đủ chất lượng, nó chưa đạt đúng không? Nó có nghĩa là nó mới tầm cỡ 7 điểm, 8 điểm à. Còn nho đầu vàng thì nó tới 9, 10 điểm thì nó ok hơn. Nho đầu vàng thì nó ngọt hơn, nó ngọt. Nhưng mà cái thịt của nó rất là chắc hơn. Kêu là nho sữa thì chắc có lẽ là nó có một cái vị mà nó hơi béo béo ngậy ngậy của sữa em. Đúng không? Cái nho kia khi mình cắn ra nó chua với ngọt. Thì nó vị nó trong hơn cái nho này. Nho này cái kiểu mà khi mà cắn vào nó nhầy nhầy kiểu mà ấy như là nó có trộn với sữa vậy. Em ăn chúng chúng cái này là đúng ngon luôn. Sao vậy? Giống như anh nói nó có một cái vị giống như là vị sữa vậy đó. Nó có kiểu mà sữa thì khi mà ăn vô nó béo béo á các bạn. Kiểu gì đó. Chỉ là do mấy cái chùm này nó chưa có đạt nè. Chứ em ăn thử cái này bấm vô một cái là em thấy cái vị nó khác với nhau bình thường liền. Nếu mà trái nãy em đưa anh nó cũng ngọt, nó ngọt hơn cái chùm này mà. Hay là đi bây giờ em cầm để anh cầm máy để anh cho mấy anh em trong tem đồ ăn đồ ngắm nhận sao chứ. Mình thử chùm này á. Bây giờ mình sẽ cho mấy anh em trong tem vô ăn thử coi thử mỗi người sẽ có một cái cảm nhận khác nhau thử như thế nào nha. Chùm này đạt 8 điểm nè. Thơm à. Cho em mượn một cái. Đúng rồi, chùm này ngon nè. Chùm này chưa đủ chất lượng ăn nó hơi đúng ngon đúng không? Nó ngọt béo béo béo. Ăn vô làm thấy cái sự khác biệt liền. Nó ngọt thôi à. Đúng không? Bây giờ là mình ra mình cầm máy quay cho anh em mấy anh em tem vô ăn thử coi. Được không Minh? Hùng ơi vô Hùng ơi. đi nó không quen á. Đi nó không quen đó. Đây mọi người ăn lại coi. Cảm ơn. Bây giờ cho mấy anh em trong tem rồi ăn được cảm giác từ như nào Hùng ăn trước coi. Chấm muối luôn hả? Không ăn không chấm muối á, nó mới có một cái vị khác. Thôi. Sao chùm đó sao? Ăn khác nho thường. Lạ thì nó phải khác chứ, nó ở Hàn Quốc nó phải khác Việt Nam. Nó có nghĩa là nó không có cái mùi nho giống như cái hồi xưa giờ mình ăn ở Ninh Thuận. Cái mùi nho của Ninh Thuận mình á là khi mà cắn ra thì cái mùi nó rất là trong. Còn cái này khi mình cắn vào nó có cảm giác nó ngậy 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 là béo béo á. Y như là đúng là chắc hay nho kia là người ta kêu là nho sữa Hàn Quốc á. Nó mềm mềm. Nó mềm mềm mà nó béo béo á các bạn. Còn cái nho kia cắn một cái là nó thanh luôn. Mà biết sao do trời mưa á. Nếu như mà trời nó nắng á là nó rất là giòn luôn. Về cái này nó mềm nè. Nếu mà thở lên á thì nó có mùi đào. Nó đúng rồi, có người nói là có mùi đào. Nếu mà thở ngược lên thì có mùi đào. Nó có một cái vị lúc nãy á, em ăn chúng một cái trái mà nó có vị gì đó. Nhưng mà mình cảm giác là cái vị đó rất là tươi luôn á. Kiểu giống như là một cái trái gì đó. Rồi mình ăn thôi, nãy giờ mình im re vậy mình. Chưa có cảm nhận được gì sao? Trước tiên là mình thấy nhìn vẻ bề ngoài là mình sẽ liên tưởng tới hả? Mình sẽ liên tưởng tới một chùm nho xanh, hiểu không? Nho xanh đó. Và cái vỏ của nó, cái vỏ của nó dai dai giống như cái nho xanh ở mình luôn. Bỏ đi. Và khi mình ăn vô nó rất là ngọt. Nó ngọt có kiểu không phải là ngọt thanh giống như cái nho xanh đâu. Nhưng mà cái vỏ nó dai giống như nho xanh nhưng mà nó ngọt theo kiểu như là nó ngọt giống như là cái mứt đào á. Như mình ăn mứt đào á. Có mùi đào. Có mùi đào thì
nhưng mà cái thịt của nó là nó mềm hơn, nó kiểu như nó sệt sệt hơn cái nho xanh. Nó sệt sệt như mà mình ăn ăn kiểu ăn như dừa xương dứa vậy, ăn kiểu vậy, nó béo béo vậy á. Cái nho này nó ngọt kiểu giống như là có ngọt của vị đào á, chứ không phải như cái nho của mình này nó ngọt thanh mà nó chua chua, nhưng mà cái này không có một chút chua gì luôn. Không có một cái vị nho luôn đúng không? Nó không có mùi. Mình nghĩ là nếu như mà nho này mới có 7-8 điểm thôi ha. Ừ, đúng rồi. Nếu mà 10 điểm chắc ăn ngon lắm đúng không anh? Đúng rồi, 7-8 điểm rồi. Nó có những cái nho đầu vàng á, nó rất là thơm mà nó đặc trưng luôn. Nó cái nho nó căng mọng mà nó to lắm. Nó to mà khoảng cỡ to hơn con cái mình đây nè. Mà nó căng mọng. Cái giòn. Này là do nó chưa đạt điểm á, là lý do bữa giờ 3 ngày đây mưa tầm tã. Nó hút hết nước vào trái nho thì đương nhiên nó phải lạc thôi. Chứ nếu mà nắng gắt á, là nho này nếu nắng gắt là chắc là nghĩ là đẹp, ngon. Đúng rồi, nó còn ngọt gắt hơn nữa đó. Mà anh chủ nhà anh chia sẻ anh bán 300 ngàn một ký mà người ta mua ào ào là tất cả mọi người hiểu rồi. Nhìn cái cuốn nó hay nè. Chứ gặp mình ăn mình cũng tiếc lắm các bạn. Cái cuốn nho gần bằng cái cành luôn á. Nó to. Ăn một ký nho mà bằng tiền mua gần bao gạo. Đi xuống dưới kia thì dưới kia sai á. Đây bây giờ mình đi tham quan xuống dưới kia thôi. Mà mấy anh em vô đây trúng cái ngày mưa bão, nhìn nó nhẹp nhẹp quá. Ui, có ra nhiều người ta. Wow. Tất cả mọi người xem nè. Trời ơi, đã ghê luôn không? Lên sớm khoảng cỡ tầm nửa tháng nữa là nó rất là nhiều luôn á. Tại ở rồi, nhà bán cũng nhiều rồi. Cỡ này là máu chỉ có 7 điểm thôi, chưa có đạt. Khi mà cái vỏ nó vàng khè á, nhìn tôi tự giống nho mẫu đơn người ta ha. Cái trái nó căng ha. Cỡ đó là cỡ trái này là nó hết lớn rồi hả anh? Nó hết lớn rồi. À. Đấy, những cái nho này gọi là nho loại 2 mà. Cái nho loại 1 mình đã cắt đi rất là nhiều. Cái này loại 2, loại 1, cỡ đây loại 2, loại 1. Cái này loại 2. Loại 2. Những cái loại 1 mình cái chùm nó to tròn đều, nó tụ tụ như thế này. Nhưng mà điều nó đều hơn, bên trái đó nè. Ừ. Em thắc mắc là khi mà trời mưa là bà con nông dân, cái nỗi ám ảnh của bà con nông dân là nho là bị tháng thư. Đúng rồi. Là cái trái nho nó sẽ nứt ra, nó lầy ra các bạn, là nó sẽ hư hết cái chùm luôn. Và cho hỏi là cái vườn nho của anh có bị gì không? Nói chung vườn nho của mình cũng bị, nhưng mà nó một số ít thôi. Nó hạn chế bớt Nó hạn chế bớt, tại mình có cái mái che bằng nhựa cho nên là... Nói chung là nó vẫn có, những giọt mưa xuống đây nó bắn nè, những cái chùm này nè. Nói chung là nó vẫn ít, nó vẫn bị nhưng mà ít. Ừ. Chứ không phải là không có, nó vẫn bị. Cái tháng thư bị nhưng mà ít hơn. Đúng không? À, mọi người xem nè. Cô hái nguyên một vỏ luôn rồi chị. Cái chùm cuốn nho á, của cái trái nho sữa này, của chùm nho sữa này nó khác biệt với cái chùm nho của nho Ninh Thuận mình luôn, thấy không? Cái chùm nho của nho Ninh Thuận nó rất là nhỏ. Những cái cuốn của nó nhỏ lắm, mà cái cuốn này nó bự cho bá lửa luôn. Nó phải to, phải cái cuốn của nó to phải gấp 2-3 lần những chùm nho bình thường. Nho thì mình quay nhiều rồi mọi người. Mình vào vườn nho của chú Ba, là cũng là một cái vườn nho nổi tiếng ở cái khu vực Ninh Thuận này, nổi tiếng những cái địa điểm du lịch á. Thì review với khán giả là nho Nhật Bản này, nho Việt Nam này, nho Mỹ này, rồi nho sản xuất quanh nho này, 5-6 loại nho ở nhà chú Ba rồi. Hôm nay là cái lần đầu tiên mà mình dẫn Nhi đi review cho tất cả mọi người cái vườn nho sữa đây. Cái nho này anh bán là em thấy anh đăng lên Facebook anh bán á. Cái đó là mình bán thêm hay là cái nguồn của mình ở trên Facebook? Trong cái nguồn ở nhà mình thì cũng bán trên Facebook, trên mạng cũng nhiều. Cũng là bán trên Facebook. Rồi bán ở đâu nữa? Mình những cái người khách hàng năm ngoái người ta đã mua rồi á. Đó, người ta gọi điện cho mình. Rồi để mình người ta cho địa chỉ mình gửi vào đó, hoặc là cũng có những người ta đến, người ta quay lại vườn nè, người ta đến tận nhà người ta mua nè. Dạ. Là người ta mua tại số ăn hay mua bán lại? Vừa ăn cũng có, vừa mua bán lại cũng có. Nếu mà người ta mua anh 300 ngàn chắc người ta phải bán lại phải 350-400 ngàn. Đúng rồi, người ta bán cũng cao. 1 ký 300-400 ngàn thì nếu mà ai ăn cái chùm nho 1 ký 400 ngàn thì chắc cũng họ bị VIP đó các bạn. Cũng họ bị chát. Nhưng mà chắc chắn là ngon, người ta mới bỏ cái số tiền 300-400 ngàn để người ta mua nho. Hồi nãy giờ bà cô bà cắt một vỏ đó nè để cho khán giả xem. Đây cao được mấy chục ký. Nhiêu đây được bao nhiêu ký á cô? Nhiêu đây cũng chắc trên 10 ký á. 3 triệu, đúng không? Ui trời ơi, 3 triệu nè các bạn. Nếu mà nho bình thường của Ninh Thuận là 10 ký thì nó sẽ là 300 ngàn. 300 ngàn,
Nhiều khi mà tới cái mùa mà 30 ngàn ký là trúng nha. Đúng. Mấy cái mùa mà bể nha, là nếu mà 10 ký này 30 ngàn, 3 ngàn ký là nho bể. Còn nho trúng mới được 30 ngàn. Nho này cho anh cho em hỏi là nó có khi nào mà nó mất giá không anh? Hay nó nằm giá ổn định gì hoài? Nói chung là mình trồng từ năm năm ngoái này mới được 2 năm mà. Cho nên mình cũng thấy nó hiện tại nó cũng ổn định. Dạ. Đó, nhưng mà mình nghĩ chắc bây giờ ở nhà cũng bán giống á. Dạ. Tại cái giống nho mới thì vậy sau này chắc mình nghĩ nó sẽ hạ giá, hạ nhiệt xuống bớt. Đúng rồi, ổn định kiểu vậy. Trồng nhiều nó hạ nhiệt. Mà nho thì nó dễ trồng nữa, chỉ đúng. Còn chúng ta cắt cái cành dăm xuống đất là nó mọc à. Đúng rồi. Nó dễ trồng. Và anh có chia sẻ cái giống này cho ai không? Có, mình nhà mình bán giống rất là nhiều luôn. À, bán giống luôn hả? Bán giống nho. Bây giờ có bán không? Cũng có nhưng mà vẫn còn ít. Cũng có giống cũng còn nhưng mà hết rồi. Hết rồi hả? Mùa sau mùa tiếp theo này. Là anh chia sẻ là anh vừa bán trái nho, anh vừa bán cây giống luôn. Cái cây giống nó bán bao nhiêu cây? Mình bán 100 ngàn một cây. Cây giống nó cái hôm nó cỡ đây không? Đúng rồi, tầm đây mình kiểu như mình cắt cái cành nè, xong mình dăm lên xong nó ra cái ngọn ra lá thì nó tầm này nè. Dạ. Nó kiểu như vậy. Nó mình dễ hiểu là nó như này. Dạ dạ. Nó mình bán 100 ngàn một cây giống. À, nho nó là một cái loại thân leo mà nó sống rất là dai luôn các bạn. Nó tuổi thọ nó chắc cỡ mười mấy năm phải giỡn đâu. Đúng rồi. Mình trồng già thì nó cái kiểu nó già nó ít trái thôi chứ nó sống dai lắm. Cắt đây cỡ gan tay mình gắm lên xong bắt đầu nó lên khoảng cỡ gan là bán 100 ngàn cây. Dạ đúng rồi. Vậy là khi mà anh bán giống thì người ta mua thì sau này em nghĩ là giá nho nó sẽ từ từ nó đi xuống lại. Đúng rồi, nó hạ nhiệt. Sao em nghĩ là sao anh không để một mình anh trồng luôn? Không, mình biết sao, tại vì một mình trồng á thì mình cũng đầu tiên á là ở nhà á cũng mới đem về nó cũng muốn như vậy, nhưng mà thôi mình cũng chia sẻ cho mọi người. Dạ. Chứ không vậy để cho thứ nhất á là đầu tiên á thì cũng bạn bè người thân nè. Dạ. Đó đầu tiên vậy, sau này mình cũng muốn bán giống để mình lấy lại cái tiền để mình đầu tư tiền vốn cái vườn nho nè. Chứ ngày xưa anh nhập từ Hàn Quốc về một cây bao nhiêu? Hồi đó đem về khó lắm. Dạ. Đem về nó khó, mẹ phải thơ mua một cái vé máy bay riêng á. Dạ. Mua một vé máy bay riêng để qua bên đó để đem cái giống về tính là phải hơn 10 triệu một cây. Không, cái chuyến đó là đem về khoảng tầm hơn 10 cây thôi. Nó hơn 10 cây nho nhưng mà rất là khó khăn lắm. Hơn 10 cây nho phải mất 10 triệu. Vậy là tính là cái mình đi rồi mình lấy được một cây nho là cỡ 1 triệu. Và từ 2 năm đó là anh từ anh gầy giống ra. Đúng bây rồi. Giờ luôn. Đúng rồi. Ui sao mọi người thấy cực con. Cực đó. Bây giờ anh gầy giống thì chúng ta tới mua thì nó dễ. Cực ghê luôn á, nghe nói mà nổi da gà luôn. Chứ còn có người bên trung tâm cây giống ở nhà hố mình à. Dạ. Xuống cũng xuống ở nhà cũng chia sẻ kêu là nói chung là ở nhà cũng là may mắn mới lấy được cái giống nho mới. Và còn ở trên đó cũng có người cử đi nước ngoài, cử qua bên Hàn á là để nghiên cứu tìm hiểu có cái giống nho mới gì để đem về để phát triển ở tỉnh nhà nè. Nhưng mà tốn rất là nhiều tiền, cuối cùng đi về không đem được cái giống gì hết, tại vì cái luật pháp của cái nước người ta là rất là khó đem những cây giống gì á. Dạ. Đó đem ra khỏi nước của người ta rất là khó luôn. Dạ. Đúng rồi. Người ta phạt, người ta bỏ tù luôn. Ui giời, căng ghê ta. Vậy tính ra anh còn cây giống nào ở trong đó không? Có, mình vẫn còn nhưng mà còn một hai cây không? Còn một hai cây. Anh có thể nào mà lát lấy rồi giá đồ tặng em cây về em nuôi thử không? Được mà. Được luôn. Thoải mái. Thoải mái mà. Mà thật sự phải nói ngon các bạn. Nhưng mặc dù là nho chưa có đủ điểm, tại bây giờ là đang cuối mùa với lại là mưa nó máu qua 2-3 cây bữa giờ Ninh Thuận mưa quá trời mưa luôn, nó sẽ làm cái độ đường của nho nó sẽ không đạt. Bởi vì nếu mà mình nghĩ là nếu mà đúng đạt của nó cho ăn chắc ngon ghê luôn. Rồi bây giờ mình xách cái vỏ này mình đi bán cho người ta. Mình vô trong nhà bắt đầu mình đóng thùng. Đóng thùng mình có những cái thứ để mình bao lại giống như cái bao của trái ổ của mình á. Dạ. Cái bọc nè, mình bọc để cho nó chống va đập, nó chống rụng á, xong rồi. Dạ. Mình đóng trong thùng xốp rồi. Dạ. Mình mới chuyển mình gọi đi. Bây giờ anh em mình vô thử cái công tác đóng hàng cho khách thử như thế nào. Rồi anh xách đi. Này là bữa nay trên mạng người ta đặt là đi 30 ký. 30 ký. 30 ký. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi theo bà cô để cắt vài chùm nho. Ồ, cái cảm giác mà nè đó thấy không, cắt nghe nó rất là xuống tay luôn. Cắt cái này cũng khó, cuốn nó cứng quá. Cứng hả? Nó to gấp ba lần.
cái ba lần chùm nho đỏ của Ninh Thuận mình mà. Ừ. Cuốn nó chắc. Đây. Cuốn chùm này có bự không? Chùm này đẹp chưa? Cô đưa con xem thử. Đẹp ghê luôn á mọi người. Mùa này là ấy đấy, hai cái mùa trước kìa nó mới bự lửa. Ý như là trái nhé, như là nho mẫu đơn luôn. Trái nó bự. Bự. 30 kg. Ừ. 30 kg thì trời ơi, 30 kg 9 triệu chở. Trời ơi, tôi hôm ấy tôi bán một ngày ấy, một tạ mấy một ngày á. Nãy giờ mình cũng chưa hỏi anh nông dân mù bán bao nhiêu, lấy mình hỏi anh thử không? Ngày bán tạ mấy là biết bao nhiêu tiền mình nói không? Hôm vừa rồi bán tạ mấy đặt á, hàng dạ. Nói chung cứ đặt nhiều cắt nhiều, đặt ít cắt ít à. Dạ dạ dạ. Đây, ở nhà này á. Ừ, đặt bao nhiêu cắt bao nhiêu chứ không có cắt dư. Dạ, dạ. Rồi mấy cái trái mà nó rung rung ra bán 100.000 kg. Dạ. Chứ cũng không có bỏ. Nói chung không bỏ. 100.000 kg. Ờ rung rung ra tí chứ thiếu này mình cho mình tỉa. Thì rung ra. Nói chung cái cuốn này thì nó hay bị rung. Dạ. Rung ra mình bỏ cho hộp mình bán 100.000 kg. Dạ dạ dạ. Nói chung nho này không có bỏ cái gì hết hả? Dạ, chỉ bỏ cuốn thôi phải không? Bỏ cuốn thôi. Cái vườn nho này đi thì nếu mà chúng ta đi luồng giữa thì có thể thẳng được. Nhưng mà luồng giữa lúc nào cũng có nước hết á. Phải đi luồng trên thì lúc nào người cũng khom khom như thế này. Đó. Lúc nào đi cũng gù gù cái lưng xuống hết á. Nó khó đi luôn. Anh nông dân đâu rồi? Anh nông dân. Tôi gỡ ra sao? Nãy giờ em quên hỏi anh nông dân có vợ chưa? À, chưa, mình chưa có vợ. Bao nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi. Ủa sao chưa có vợ? Có nghĩa là chưa có vợ tiếp theo. À, đó, vừa hiểu à. Kết thúc tập 1. Kết thúc tập 1. Đó, con gái lớn. À, con gái, à con gái anh lớn rồi, con gái anh chắc 15 tuổi rồi, giờ ít gì nữa. À là bây giờ mình đang vào mấy cái bọc như thế này hả? Đúng rồi. Giống như vào thanh long vậy hả? Đúng từ. Dạ, vào để cho nó khỏi chống sốc quá các bạn. Hồi nãy giờ em quên hỏi là cái vườn của anh bao nhiêu mét? 1.800 mét vuông. Vậy là 168. 168. Gần 2 sào. Khi mà 2 sào đó một mùa anh thu hoạch nếu mà tính khoảng bao nhiêu tiền? Một mùa mình thu hoạch nói chung là khoảng tầm hơn 100 triệu một mùa. Tại vì nó cũng ít, hiện tại giờ nó mùa đầu tiên á của mình á là mình muốn tạo cành cho nó nhiều ra. Dạ. Đó, cho nên là những cái ho những trái ra nó cũng ít. Còn mùa thứ hai nói chung là hôm vừa rồi ở Ninh Thuận mình nó cũng mưa bão nhiều quá. Dạ. Nó cũng hư hao hết một ít. Dạ. Nên nó cũng chưa có đạt sản lượng gọi là nhiều. Một mùa hơn 100 triệu. Tầm. Từ khi mà chúng ta cắt cành xong lặt lá tới khi mà có trái bán cho bà con là mất bao nhiêu tháng? 4 tháng rưỡi. Vậy là nó cái thời gian của nó nhiều hơn nho đỏ bình Ninh Thuận của mình. Nó nhiều hơn. À, nhiều hơn, nó dài hơn đó các bạn. Dạ. Nho đỏ bình thường Ninh Thuận mình hình như là nghe nói đâu đó là 3 tháng. 4 tháng rưỡi. Nói cho nó nhiều hơn 1 tháng rưỡi luôn. Nhiều hơn. Vậy là một ngày nãy cô chia sẻ là ngày có thể anh cắt được một tạ. Đúng rồi. Cắt một tạ. Một mùa 100 triệu ít cái gì? Mình có nghĩa mình cứ tính xem vậy thôi. À, tính xem vậy thôi. Tính số ít thôi. Nói chung mà nó cũng có thể nó hơn. Ý. Ví dụ như là 4 tháng, 5 tháng này, cho 5 tháng này anh 1 năm 12 tháng, 1 năm anh làm được 2 vụ đúng không? Đúng, 1 năm. Vậy là 1 năm anh kiếm được 200 triệu đi. Một mùa anh đầu tư khoảng bao nhiêu tiền thuốc? Nói chung nó ít lắm, khoảng tầm tại vì mình có lưới che, có màng nè, mình nó đỡ phân thuốc nó không nhiều. Dạ. Nó khoảng tầm mình chỉ có những cái thuốc dưỡng cho nó tốt, cho nó đẹp trái đồ cái kiểu, chứ nói chung là cái thuốc để trừ nấm, còn sâu thì không có. Mình không có phun thuốc sâu rồi nó không có. Cho nên nó rất là ít, khoảng tầm 5 đến 6 triệu là tiền đầu tư phân thuốc rất là ít. Một mùa mà 5 đến 6 triệu tiền đầu tư hả? Ít lắm. Tính thuốc có tính phân không? Có phân thuốc. Phân rồi luôn 5 6 triệu cho 10 triệu thôi. Chỉ là 5 tháng thì anh sẽ lời được 90 triệu tầm đó. Chưa tính tiền công của anh tầm có 90 triệu. Vậy là mỗi tháng thì khoảng bao nhiêu tiền ta? Mỗi tháng thì anh có thể thu nhập bình quân của anh là mỗi tháng thì anh sẽ kiếm được khoảng mười mấy triệu. Đối với nông dân thì mình thấy nó cũng ok. Nhưng mà em nghĩ nó cũng hơi ít tí anh.
Đâu, nói chung là mình chỉ nấu số ít thôi. Dạ. Nó hơn. À, số, à đúng, 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 anh chỉ khiêm tốn thôi. Ví dụ như 100, 300 triệu mà anh nói chừng 100 thôi. Tại cái số lượng nho mình nhìn cũng biết mà. Dạ, dạ, dạ. Giá nho với cái số dạ. lượng nho thì nó sẽ hơn. Dạ, đúng rồi. Anh chỉ khiêm tốn thôi mà mình không biết các bạn. Tại bây giờ gia đình đang đang cắt ra giàu cho người ta hơn. Dạ, đúng rồi. À, bây giờ anh dẫn tụi em ra coi cái giống giống nho sữa đó. Cái giống này là nó hết rồi. Cái những cái này cuối vụ rồi. Dạ. Đó, chứ trước kia là nó đẹp lắm. Chứ mà cuối vụ những cái tốt á, mình chọn mình bán cho người ta hết rồi. Còn đây là những cái gọi là những cái cuối nè. À, cuối hả? Cuối rồi. Những cái trước kia là nó to, nó cao, nó đẹp lắm. Nó đây dạ. mình bán cho người ta. Còn bây giờ nó cũng cuối vụ nè, mình chuẩn bị mình thu hoạch nho xong để mình cắt cành á, xong dạ. cái mình muốn xuống mình mới làm cái giống cái đợt giống mới. Đó, một lần mà bây giờ thì cũng không sao đâu, cuối vụ thì cũng gì cũng tặng em cây làm kỷ niệm đi chứ. Ok chứ. Đơn giản luôn. Bây giờ mình trồng đồ sau này mình coi có trái có đồ. Có chứ. Đâu. Là nếu mà em trồng mà em bỏ bê nó em không xịt thuốc rồi em nghĩ có trái không ta? Có chứ. Có mà điều ít hơn. Ít kiểu vậy. Ít không đạt hơn. Nó không đạt. Đây em nghĩ ra cây này ok này. Cây này nè anh. Đúng rồi. Cây này đi. Tặng cho 2 cây 3 cây. À, nếu mà anh sợ nó chết thì tặng cho em 2 cây để em xịt cu cũng được. Ừ, 2 cây 3 cây. Quan trọng rồi đâu. À. Được rồi anh, 2 cây thôi. 3 cây đi. 2 cây thôi, em trồng một cảnh cho vui à. Vậy là nếu mà khách hàng nào mà tới mà muốn mua nho giống để làm cảnh á thì có thể anh có thể bán luôn các bạn. 100.000 một cây hả? 100.000 cây, nhưng mà nói chung cây nó đẹp, còn đây là cái cuối mùa rồi. À. Cho nên nó xấu. Nếu mà chúng ta nhập ở bên Hàn Quốc về là 3 cây này là 3 củ nè. Đấy, chưa tính tiền máy bay rồi nữa. Đó. Bây giờ anh tặng 3 cây nho này rất là quý luôn, sau này mình có trái cái em nhìn cái em nhớ anh liền. Đúng. Bây giờ là mình vào đó mình mua vài ký đi để mình về mình cho mẹ đồ ba đồ ăn thử cho biết như thế nào. Đó. Rồi khi nào mình thèm nữa mình ra mình mua tiếp đi em đi. Cô, bây giờ có thể cô bán cho con 3 ký đi. Nha. Cô bấy lấy bị đi. Em lấy bị vào cho anh 3 ký đi. Mình đi xa thì mình sợ. Dạ. Nhà con gần đây à? Ừ. À ý là cô nói hồi nãy cô nói với con là nho này bán 100.000 ký nè hả? Ừ, mấy cái mà trái nguyên đó nghe. À. Trái nguyên á. 100.000 100.000 ký. Ừ. Ừ. Chung ra. Còn cái hư từ đó. Tự nhiên cô ăn cái trái này nó bay một cái mùi vị trái cây gì á. Đúng rồi. Thử này. Thơm. Kiểu như là mỗi trái nho ở đây á là lâu lâu mình ăn trúng cái trái nào đó nó bay một cái mùi vị gì đó. Em lâu lâu em ăn thử một trái ơi, nó bay cái vị gì khác khác. Ừ. Ủa, nó bay mùi xài nữa ta. Có khi nó bay mùi đào nữa, nãy em ăn trái kia nó mùi đào. Lâu lâu nha các bạn. Lâu lâu làm trái 3 ký hơn cô. Ờ đúng rồi. Ừ. Em để 3 ký mình về mình cho về nhà cho phép mình chùm đi đường ăn. Tặng cho gia đình đồ ăn cho biết. Cho sữa cho đồ. 3 ký 9 900 hả cô? Ba 39. Cô tiền rồi cô ơi. Đây. 3 ký 900. Đâu? Ủa cái này là ở đâu đây? Cái này nãy mình hái trên vàng á. Đấy là bà tặng thêm cho mình. Đấy. Nho thì chúng ta có thể ăn hết. Nhưng mà cây giống này là tình nghĩa anh em tặng này. Đấy. Cho em cái bị luôn anh. Tình nghĩa anh em tặng không bao giờ quên được. Không. Đấy, phía sau. Cái mùa này á, mùa này là thứ nhất là nó là mùa phụ. Dạ. Cái trái nó cũng không có đẹp. Dạ. Với lại nó cũng cuối vàng, cái để cái mùa sau á, anh có rảnh á, cái em liên hệ ra anh sang cho. Có nghĩa là sang lại lần hai khi có thời gian rảnh, nói chung là nho nó sẽ đẹp hơn. Không không sao đâu anh, cái cây này nó cũng gì vậy à, về em trồng nó cũng lớn à. Ừ, tuy bây giờ nó yếu chứ bây giờ là trồng được chưa? Trồng được á, giờ là trồng được không? Giờ em về em trồng nó lớn à chứ đâu có gì đâu. Con chào cả nhà, con về nha. Con chào cả nhà. Dạ cảm ơn cô với là mấy. Dạ.
anh có tặng thép ba cái cây nho này để giờ mình trồng mình ương giống. Sau này mà có trái nhìn trái là nhớ tới anh. Đúng rồi. Dạ thì em cũng gọi là mình chúc anh thành công trong cái công việc mà sản xuất cái giống nho lạ này. Hy vọng là sau này gặp anh trở lại anh sẽ trở thành một kia là đại gia. đại gia miệt vườn. Đúng rồi, đại gia miệt vườn. Thì nếu mà tất cả mọi người mà tới mà ở đây là thôn Thuận Hò, xã Phước Thuận. À, xã Phước Thuận, ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Thì cái vườn nho của anh Quốc này á, với lại cái vườn nho của bác Ba, người ta kêu là hay kêu cái biệt danh là vườn nho Ba Mọi. Khi mà lên web mà chúng ta bấm là vườn nho Ba Mọi sẽ ra cái địa điểm là cái vườn nho nhà chú Ba với vườn nho của anh Thuận này, anh Quốc này, cách nhau cũng cỡ đâu đó là cỡ 1 km thôi, kế bên nhau gần luôn đó. Thì khi nào mà tất cả mọi người hãy tới đây du lịch hay là tới khám phá hay muốn thưởng thức cái món nho lạ này thì tới ngay vị trí thôn Thuận Hò, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, tới gặp anh Quốc. Là anh Quốc thì sẽ dẫn tất cả mọi người đi tham quan nho miễn phí luôn, đúng không anh? Đúng mình vô vào tham gia tham quan có lấy tiền không? Không mình miễn phí tất cả mọi người luôn. Miễn phí nước non là hết luôn hả? Không có nước non, mọi người tự theo uống, còn tự đem theo uống, còn mọi người không ngại thì ở nhà mình vẫn có nước uống kiểu như mua nho thì tích tiền mà tham quan thì miễn phí đúng không? Dạ cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cảm ơn mọi người. Dạ anh chủ rất là vui tính luôn. Rồi cảm ơn tất cả khán giả nãy giờ đã xem video của Thép nha, một video phải nói là rất là ấn tượng luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn. Bây giờ thì cho phép mình kết thúc video tại đây. Bye bye mọi người nhé.